Đây là chiếc giường massage mà khi chúng ta nhận được từ nhà máy đã bỏ các cái lớp vỏ bọc ra. Thì thường sẽ có 6 kiện. Đầu tiên là thành massage, loa, thành đầu giường, thành sách, đuôi giường và rát giường nhà máy đã lắp đặt sẵn. Các cái phụ kiện để lắp đặt thì thường để trong các hộc ngăn kéo. Anh chị mở ra là đây là những cái ke góc mình sẽ dùng để mình bắt vào các cái góc. Sẽ lắp 12 chân vào các vị trí có 3 hàng. 2 3 4 3 hàng. Hàng đầu, hàng giữa và hàng cuối là sẽ có 12 cái chân dạng này. vậy là lắp xong cái giát giường. Bây giờ mình chỉ cần đặt cái giát giường này vào vào bên trong lòng cái khung giường thôi. Đấy, như vậy là chúng ta đã lắp đặt xong chiếc giường massage hoàn chỉnh.